đây mình đi khâu nha. Bây giờ mình ghé vô trong khâu coi trong đây bên này có bán những đồ đạc như thế nào, có giống như bên mình không ha. Đó, đây là quầy tự tính tiền nha. Đó, có nhân viên đứng hướng dẫn nữa. Đó, toàn bộ những cái kệ bên tay phải mình là giảm giá phân nửa hết nha. Đó, đang quảng cáo 1/2 giá. Đó, khu đây khu bán đây là chocolate đồ lolly lên. Sorry mày. Đây ha, coi nè, cái mấy cái hẹo kẹo KitKat này rất là ngon ha. À, 2 đồng, giá là 2 đồng, bây giờ là giảm nửa giá là còn có 1 đồng thôi. Đó, còn cái loại KitKat này, loại cái này là loại ở trong bịch từng miếng đây. Đó, nó cũng có cái loại hiệu này, Chunky này cũng ngon lắm nè. Đó, 1/2 giá luôn, 2 đô thì giờ còn có 1 đô thôi. Đó, là picnic này cũng ngon nữa nè. Đó, thấy không, đây là trứng nè, trứng thường là làm cho dịp Easter bên này á. Đó, thấy không, special còn 1 đồng 60 sen. Đó, đây là nước ngọt nè. Đó, nước ngọt là 24 lon là 375 ml một lon này. Đó, khu vực là có nhân viên đứng tính tiền đây. Đó, rất là đông ha. Đó, ồ, gà quá rẻ luôn, 13 đồng một con gà nướng đàng hoàng, 10% giảm 10%, hiện tại là chỉ còn 2 con thôi. Đây là khu vực bán rau củ quả trái cây. Đó, trong này cũng có khu vực nè, đó bán mấy cái đồ nè, ôi liệp đồ, mấy cái đồ bên này Tây rất là thích ăn, sausage đồ đầy đủ hết. Còn đây là khu vực bán chuối nè, fruit and vegetable đó, 3 đồng 8 một ký. Hành á, thì đây là bán nguyên một bao nè, 3 đồng nè. Còn không á, là cold ground onion 1 ký á, là 1 đồng 8. Đây là mấy cái bao để đây để sẵn cho mọi người lấy là đựng hành đó. Đó, thấy không? Các bạn thấy đó, trong cold này cũng có thể giống như cái video trước mình có quay cho các bạn á, thì ngoài cái việc mà có những tiệm thịt bán ở ngoài á, thì trong khâu này người ta cũng có bán thịt sẵn luôn nè. Ha, giá nè 20 đồng ký nè. Đó, đó thì nguyên một cái pack này á, người ta đóng lại á, là khoảng là 0.624 ký, thì là giá tổng cộng là 12 đồng 48 ha. Đó, nhìn rất là sạch sẽ đây, tất cả các loại thịt luôn. Đây, mấy loại này là người ta đã ướp sẵn gia vị hết rồi, về mình chỉ nướng thôi. Đó, đùi, điếc, đồ, các thứ rồi, thịt không? Nhìn rất là sạch sẽ. Thịt bò, thịt heo giống như thế này nè. Đó, thịt ba rọi nè. Đó, 16 đồng 93. Mà một cái vị đó 16 đồng 93 đó. Đây, còn đây là gian hàng bán đồ gia vị đây. Đó, mọi người tay sách lắp mang. Còn cái khu vực này giảm giá nè, đặc biệt nè, coi như nhìn là coi như là so rất là giảm rất là nhiều so với bình thường, nên là mọi người đã lấy sạch hết rồi. Đó, đây khu vực bán bánh mì. À, cái này là Vegemite, những người nào mà qua Úc mà không biết ăn cái này á, là họ nói là không biết gì về nước Úc cả. Cái này là đặc sản của nước Úc nha, ăn chung với bánh mì mà cái vị nó rất là khó ăn đó. Bakery nè, chỗ bán bánh mì nè.
Trong đây họ có luôn cái lò bánh mì sẵn luôn đó. À, 2 đồng, 2 đồng một bao vậy đó, là 2 đồng. Đây mấy cái quầy nhân viên đứng tính tiền cho khách đó. Còn ai mà muốn tự phục vụ á thì qua cái khu vực này đây. Đó, cho các bạn thấy. Nước nè, 24 lon nửa giá, thường là 28 đô mà hôm nay còn có 14 đô 10 sen thôi. Không. Rồi vậy em nha, mến chào tất cả các bạn ha. Xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một ngày thật là tốt lành.